Xin chào quý vị và các bạn. Tuy các hình thế gây mưa đang suy yếu, nhưng trong đêm nay, tại các tỉnh thành ở Bắc Bộ vẫn có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có thể tiềm ẩn tố lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm. Người dân cần phải lưu ý đề phòng. Nền nhiệt về đêm sẽ dao động từ 20 đến 23 độ. Sang ngày mai, mưa sẽ giảm nhanh, trời tạnh ráo với mức nhiệt trong ngày đạt ngưỡng là 25 đến 28 độ, có nơi cao hơn. Lui xuống Trung Bộ, trong đêm nay và sáng ngày mai, từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, chỉ có mưa nhỏ rải rác. Đến trưa chiều mưa cũng giảm nhanh với nhiệt độ cao nhất ngày mai tại đây sẽ phổ biến là 25 đến 28 độ, có nơi cao hơn. Trong khi đó khu vực từ Đà Nẵng vào đến Bình Thuận chủ yếu có mưa rào và dông một vài nơi vào chiều tối. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Ban ngày phổ biến ít mưa với nhiệt độ cao nhất trưa chiều đạt mức là 30 đến 33 độ. Ở Nam Bộ và Tây Nguyên chịu sự chi phối của gió Tây Nam nên cả hai khu vực đều có mưa rào và dông vào chiều tối. Cục bộ có những điểm mưa vừa, thậm chí là mưa to, kèm theo dông sét và gió giật mạnh. Cùng với mưa thì nhiệt độ trong ngày trên cả hai khu vực không quá cao. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ trưa chiều mai là 29 đến 32 độ. Còn tại Nam Bộ, nhiệt độ là 31 đến 34 độ, có nơi cao hơn. Đến với Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa phổ biến là không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Trong khi đó, quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 3, cấp 4. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc bản tin chung ngày hôm nay. Tiếp theo sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi dự báo thời tiết các vùng trong 24 giờ tới. Dự báo thời tiết trên đất liền, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, ngày có mưa vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 25 đến 28 độ, có nơi cao hơn. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, sau mưa giảm. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 24 đến 27 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, sau mưa giảm. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, nhiệt độ cao nhất 25 đến 28 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ, có nơi cao hơn. Tây Nguyên mây thay đổi ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 28 đến 32 độ. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ, có nơi cao hơn. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất 25 đến 27 độ. Dự báo thời tiết tỉnh Ninh Bình, khu vực huyện Nho Quan, huyện Gia Viễn, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác và có nơi có dông, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 21 đến 28 độ. Khu vực thành phố Tam Điệp, huyện Yên Mô, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác và có nơi có dông, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 21 đến 28 độ. Khu vực huyện Kim Sơn, huyện Yên Khánh, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác và có nơi có dông, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 21 đến 27 độ. Khu vực thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lư, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác và có nơi có dông, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 22 đến 28 độ. Tin thủy văn, thủy triều thấp, mực nước trên các sông thấp, dao động chủ yếu theo thủy triều. Trên sông đáy tại Ninh Bình, mực nước cao nhất ở mức 0,8 đến 1 mét, xuất hiện từ 22 giờ ngày 18 đến 1 giờ ngày 19. Mực nước thấp nhất ở mức dưới 0,1 đến 0,1 mét, xuất hiện từ 13 giờ đến 16 giờ ngày 19. Tại Như Tân, mực nước cao nhất ở mức 1,1 đến 1,3 mét, xuất hiện từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 18. Mực nước thấp nhất ở mức dưới 0,85 đến dưới 0,65 mét, xuất hiện từ 10 giờ đến 13 giờ ngày 19. Độ mặn cao nhất ở mức 7 đến 9 phần nghìn.